Chào các bạn ạ. Sáng nay mình đi tập thể dục xuống dưới biển cho nó thoáng tí. Đây là những chiếc thúng các bạn này, đây. Khu này chỉ còn khoảng vài mấy người đi biển thôi. Chỉ là những người lớn tuổi, trên 50, 60 hết rồi. Còn thế hệ sau này người ta không có còn đi thúng nữa. Tại vì đi cái nghề này nó rất là cực. Mà biển giả bây giờ nó cũng không còn cá như ngày trước nữa. À, cá bây giờ là đánh không có ra. Chỉ đủ về ăn trong nhà thôi. Lâu lâu thì mới trúng được, bán được vài trăm ngàn. Chứ còn cá bây giờ rất là hiếm các bạn. Bầu trời Đà Nẵng ngày hôm nay trong xanh rất là đẹp rồi các bạn. Đây, rất là thoáng rồi. Rất là đẹp luôn. Đây là biển Sơn Thủy. Lên bên kia là Sơn Trà, núi Sơn Trà xa xa đầu kia đó. Bãi biển của thành phố Đà Nẵng mình á. Cái đây khoảng vài tuần là nó rất là sáo. Nhưng mà càng ngày các bạn để ý là nó bồi lần lên rồi. Như vậy là nó có được cái bờ cát. Nó đẹp lại rồi, nó không còn sáo như người trước nữa. Cái này nó theo thời tiết các bạn ạ. Cứ mỗi một mùa mà sóng to gió lớn là nó đánh vào đây nó cuốn cái cát này ra thế này. Nhìn bờ biển nó rất là nhôm nhở, nhưng mà cuối cái thời kỳ biển động á là hắn là bồi lên lại đó. Nó theo con nước, nó theo thời tiết của từng năm. Thì năm nay nói chung là trời cũng ổn chứ không nổi gì. Nói đến bãi biển này là mình lại nhớ đến một cái bãi biển cũng rất là nổi tiếng. Đó là biển Cửa Đại các bạn nè. Cách đây mấy năm là nó đánh vào sát cái bờ này nó hư hết, nó sạt hết. Thì cách đây một năm này thì thành phố Hội An đã đầu tư với một số tiền rất là lớn. Người ta làm một con đê ngầm ở ngoài kia để cản bớt, để giảm bớt năng lượng sóng á. Và người ta đổ đất lên lại. Thì ngày hôm nay Cửa Đại á là đã có cát trở lại rồi. Ngày hôm nay chúng ta đi vào bãi biển Cửa Đại là đã có cát giống như ở Đà Nẵng này. Đó. Thiên nhiên càng ngày nó càng phức tạp. Trời nắng nóng và mưa bão rất là nhiều. Rồi tình trạng xâm thực, xâm mặn nữa. Ở miền Nam là có tình trạng là nước mặn nó vào nó xâm thực. Người ta nói rằng tầm tầm khoảng mấy mươi năm sau á, nếu như chúng ta không có một cái giải pháp gì thay đổi là có khả năng là cái vùng đồng bằng sông Cửu Long là hư hỏng mấy, xâm nhập mặn thì chúng ta không thể trồng trồng lúa được, một cái vựa lúa của đất nước mà rất là nguy cơ các bạn. Không biết là các vị lãnh đạo ở đây có giải pháp gì dài hạn hay không. Thì ngày hôm nay đi tập thể dục vừa quay cảnh biển cho các bạn, rồi cũng có câu chuyện thông tin với các bạn. Các bạn biết là ngày 9 tháng 1 vừa qua là Quốc hội của chúng ta bế mạc rồi. Chương trình Quốc hội thì rất là nhiều, mình nghĩ các bạn nắm hết rồi đó, mình không có nói lại nữa. Mình chỉ tổng hợp và đến với các bạn một vài ý của Chủ tịch Quốc hội phát biểu. Khi nói về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam nhiều lắm các bạn. Mấy trang giấy Chủ tịch Quốc hội viết rồi, mình chỉ trích lược một vài ý thôi. Thứ nhất là Chủ tịch Quốc hội nói ra, chỉ ra là đại dịch Covid-19 trên thế giới này vẫn còn đang tiếp diễn, chưa có dứt hẳn được. Cho nên cái việc mà khắc phục hậu quả của dịch Covid-19 là câu chuyện còn dài. Rồi tình hình xung đột, những cạnh tranh về kinh tế chính trị của các nước lớn diễn ra rất là gay gắt. Đặc biệt là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Rồi về tăng trưởng kinh tế trên thế giới có xu hướng chậm lại. Lạm phát của các nước còn duy trì ở mức rất là cao.
Vì những yếu tố đó cho nên là các nước kéo dài việc thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ. Những chính sách của quốc tế nó ảnh hưởng đến nội tại trong nước Việt Nam. Suốt năm 2022 là chúng ta có những thay đổi về chính sách tỷ giá rồi tiền tệ, phải điều chỉnh cho nó phù hợp với tình hình thế giới. Cho nên là chính sách tỷ giá của chúng ta năm nay nó cũng không được ổn định. Có những thời điểm mà đồng tiền của chúng ta là trên 25.000 tỷ đồng. Và chúng ta cũng phải thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ để bảo vệ tỷ giá, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Thắt chặt tiền tệ thì dẫn đến một cái việc gọi là nền sản xuất của chúng ta chi phí nó cao hơn, làm cho quá trình hồi phục của chúng ta nó chậm lại. Mặc dù chủ trương của chúng ta là có nhưng mà cuối cùng không thực hiện đúng theo những cái gì mà chúng ta đã định hướng. Sức sản xuất của chúng ta có dấu hiệu giảm. Các ngày gần đây là chúng ta được thấy rõ hơn á, là nhiều doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là trong các khu công nghiệp á, nhiều nơi đã giảm giờ công, thậm chí là người lao động không có việc làm. Rồi chỉ số công nghiệp của chúng ta nó cũng giảm. Quý 4 năm 2022 là chỉ còn tăng 3% thôi, trong khi quý 3 năm 2022 á, là còn tăng đến 11%. Chỉ số công nghiệp là cái chỉ số người ta đo lường những cái đơn hàng của tương lai. Có nghĩa là cái đơn hàng của quý 1 á, là được sản xuất ở quý 4. Đơn hàng của quý 1 năm 2023 là được sản xuất ở quý 4. Người ta dùng cái chỉ số đó người ta tính. Cái hôm nó mình đạp là nó đã đi phía dưới con đường 50 rồi. Mà dưới 50 là không tốt, trên 50 là mới tốt. Rồi nguồn vốn FDI của chúng ta năm nay nó cũng giảm. Giảm 19% so với năm 2021. Năm 2021 là ở dịch giả này nọ nhưng mà nhìn có vẻ tốt hơn năm nay. Rồi khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế của chúng ta nó cũng không được tốt. Rồi xuất nhập khẩu của chúng ta nó có xu hướng nó giảm. Rồi thu ngân sách của chúng ta cũng có xu hướng giảm. Bức tranh của chúng ta mặc dù tăng trưởng kinh tế là 8%, lạm phát là CPI gì thì đó kiềm chế tốt. Nhưng mà những cái chỉ số nó lại có một xu hướng không tốt. Đặc biệt là khi nói về thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản, thì Chủ tịch Quốc hội có một cái lời nhận xét như thế này. Ông nói rằng thị trường ba cái thị trường này á, trong năm vừa rồi á, có những cái diễn biến, có những cái biến động rất là lớn. Và những cái sai phạm á, buộc phải xử lý thì có nguy cơ làm cho ba thị trường này rơi vào đóng băng suy thoái. Không biết là người viết họ viết có đúng cái lời của Chủ tịch Quốc hội không, nhưng mà mình đọc mình thấy như vậy đó các bạn. Chủ tịch Quốc hội nói thêm là những yếu kém, những cái bất cập của nền kinh tế của chúng ta trước đây chúng ta biết hết rồi, nhưng mà trong cái điều kiện khó khăn như thế này nó cần bộc lộ rõ hơn nữa đó. Quay đến với các bạn cái đoạn này nó chưa được bầu các bạn này đó, thấy không, đoạn này nó trũng này đó, trũng trũng tầm tầm khoảng vài tuần nữa thôi các bạn, vài tuần nữa là nó bầu như thế này thôi, yên tâm đi, vì toàn bộ khu vực này là mình nắm rất là rõ. Quốc hội là cơ quan lập pháp của Việt Nam, những người
giữ tiền đó. Bố trí vốn liếng lại nợ, cho nên là nắm những cái vấn đề về kinh tế xã hội rất là kỹ, rất là sát sao, con số cơ bản là chính xác. Đặc biệt là những thông điệp của những người đứng đầu là chúng ta đã nghe, vì đó là những cái thông tin rất là quan trọng. Có khi đó là những cái tín hiệu, những cái thông điệp của họ về xu hướng tương lai nó đi như thế nào là rất là quan trọng. Ví dụ như là khi Fed mà họp tăng lãi suất thì cái việc mà tăng 0.5, 0.75 là có chuyện đó, dường như người ta cũng đoán được. Nhưng cái mà người ta nghe là thông điệp của ổng nói ra là cái gì? Có chuyện tương lai của ổng nói ra là cái gì? Để người ta định hướng câu chuyện của tương lai, câu chuyện của thị trường. Nó tóm lại là kinh tế năm 2023, đặc biệt là 6 tháng đầu năm, nhiều chuyên gia người ta đánh giá là khó khăn mới bắt đầu bộc lộ. Chứ còn năm 2022 là mới thôi. Là mới. Vì Việt Nam của chúng ta nó luôn luôn nó có độ trễ so với thế giới. Khi các nước mọi thứ nó khó khăn thì Việt Nam chưa khó khăn, nhưng mà họ qua cái đỉnh khó khăn rồi là có khi là tới lượt mình. Như vậy là năm 2023, đặc biệt là 6 tháng đầu năm, người ta nói như vậy đó các bạn, và theo dõi thật là chặt chẽ thị trường. Báo chí là nói là tăng trưởng kinh tế rồi đủ thứ ấy, nhưng mà thị trường chứng khoán các bạn thấy đâu có lên nổi đâu. Các bạn thấy thị trường Mỹ nó điều chỉnh ngay lập tức liền. Ví dụ như là Mỹ công bố số liệu về việc làm này, chỉ số lạm phát là cái gì gì đó, là thị trường nó phản ứng lập tức. Còn Việt Nam mình có công bố này nọ mà nằm ì ở đó chứ đâu chịu tăng đâu. Thậm chí những con số còn đẹp là ra còn bán còn ghê hơn nữa. Mình là nghĩa là có khi là nó không phản ánh đúng hay sao mình cũng rõ nữa. Bà con của chúng ta đi thuộc Lào cao là cứ tin tốc và là bán, cho nên là bán tắt hết. Tăng trưởng kinh tế cao rồi lợi nhuận cao rồi là sách ra bán hết, tái mô đáng tới. Đúng là ở gần biển nó rất là sướng các bạn. Trời mùa hè á, ra đây mát đã lắm, rất là sướng. Trời mùa đông thì ra nó hơi lạnh tí. Ở gần biển nó được xíu chỗ này thôi các bạn, trời rất là thoáng mát. Nắng nóng là chì xuống tắm biển là người đã liền. Ai mà bị bệnh hen suyễn là xương khớp gì đó mà xuống cái biển này á, đào đất cái nằm đi là nó đỡ ghê lắm. Tại vì trong nước biển người ta chứng minh rồi, nó có một số có khoáng chất này nọ nữa tốt lắm, nó diệt khuẩn đồ rất là tốt. Cho nên vì ra mà đất ở biển hồi xưa thì có ai để ý đâu, không ai để ý trơn á. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy là đất biển càng ngày nó càng có giá. Những biển nào mà làm du lịch là đất nó còn có giá kinh khủng nữa các bạn, phát triển mạnh lắm. Khu của mình ngày trước cũng nói thôi có ai để ý đâu, đất mà có 200-300 triệu lô, bữa nay lên 4 tỷ 5 tỷ. Thì mình nghĩ các vùng khác nó là như vậy đó. Khu nào mà có những hạ tầng phát triển rồi mở bãi biển du lịch, phát triển về du lịch, kéo được khách du lịch, đấy là đất nó tăng giá. Thì sau này các bạn đầu tư biển thì phải lưu ý một số đó, cái điểm như vậy. Chứ còn mua cái vùng đất mà sau này không biết làm gì là cũng coi như là quýnh số đề khác gì đang á. Phải có một cái gì đó tương lai nó làm thay đổi cái vùng đất thì đất của chúng ta nó mới lên giá. Còn không thì nó cũng giống như nàng công chúa ngủ trong rừng thôi. Các bạn nhớ câu chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng chưa?
Nàng cứ ngủ hò như vậy thôi, mặc dù nàng rất là đẹp nhưng mà không có chàng hoàng tử đến hôn nàng thì nàng có đẹp mãi cũng nằm vĩnh viễn ở trong rừng. Thì đất biển, đất đồ rất là đẹp, view biển rất đẹp, thoáng mát, nhưng mà hạ tầng không có, không kế về đây, không có ông lớn về làm các khu du lịch thì tất cả những cảnh đẹp này cũng giống như nàng công chúa thôi, phải có chàng trai đánh đánh thức chàng trai đó là cơ sở hạ tầng đó, những cái dự án du lịch thì đất nó tăng giá thế thôi, quanh đi quanh lại thì tóm lại là nó có một số cái cũng nhiều người gọi là đó là bí quyết đó, nhưng mà mình nghĩ nếu như ai đã trải qua thì sẽ thấy, đặc biệt là mình là người gắn bó với Đà Nẵng thì cũng coi như nhỏ gì là toàn bộ cái khu đất này là mình biết hết, nhà mình hồi xưa ở dưới kia kìa, toàn bộ khu này là đất quân đội hết, hồi nhỏ nhỏ là cũng đi dọc dọc biển đi đi chơi lên đây các bạn này đó, hồi xưa là càng nổi nhiều lắm, những cái con càng á lên trên này đào lên đi chơi nhỏ còn xíu xíu, hồi đó cha mẹ không có quản lý như giờ đó, hồi xưa là cha mẹ nhà nghèo mà ai cũng nghèo khổ như nhau hết, thì đi làm ruộng làm nương rồi đó, còn mấy cái lớp anh em nhỏ nhỏ như mình xíu xíu mới 4 5 tuổi gì nha mấy, họ đi chơi lung tung phản ra á, xuống biển rồi đi đi đủ nơi ra á, không ai quản lý, miễn ra mà trưa về thái mạc ăn cơm rồi đó, chiều tối về thái mạc ăn cơm là ok, là còn chẳng quan tâm đến con cái học hành như thế nào, đi chơi ở đâu đó, hồi xưa đều là như vậy hết các bạn, nhưng mà rất là vui, rất là vui, Tết này thì càng vui nữa, Tết xưa nghèo nói mãi nổi là không có thịt heo để ăn luôn, chỉ có trời có Tết này mới có thịt heo ăn này, hoặc là đám giỗ đám quả mới có thịt heo, chứ còn ngày thường không có thịt heo, quê của mình chủ yếu là ăn khoai lang sáng lát trộn với ít gạo á, nhà mà đông anh em đông